Xin chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách lắp xe lăn điện Lucas XE301. Đầu tiên các bạn mở xe ra. Mở xe bằng cách ấn hai tay vào hai bên của ghế ngồi, ấn mạnh xuống. Nếu như chỗ này nó chưa bằng phẳng, tức là phía đằng sau này nó đang có một cái thanh gập, các bạn ấn cái thanh này xuống, cái thanh treo ắc quy ấn xuống thì sẽ mở hết xe ra. Sau đó bạn dựng phần tựa lưng lên. Tiếp theo lắp điều khiển, các bạn cho bộ phận điều khiển vào trong cái rãnh này. Bây giờ các bạn lắp điện ngồi và điện tựa. Đầu tiên các bạn hạ bàn để chân xuống, xem ở bên phải hay là bên trái. Đây là bên tay phải. Các bạn đưa bộ phận để chân hướng ra phía ngoài. Sau đó cắm hai lỗ ở trên bộ phận để chân vào hai mấu ở trên thân xe. Sau đó đưa vào phía trong. Làm tương tự với bên còn lại. Hạ bàn để chân xuống, đưa bộ phận để chân lệch ra phía ngoài. Sau đó cắm hai lỗ ở trên bộ phận để chân vào hai mấu ở trên thân xe và phía trong. Lắp đai giữ chân. Tiếp theo các bạn treo ắc quy lên. Lưu ý để treo ắc quy thì thanh treo ắc quy các bạn phải ấn xuống sao cho thanh treo ắc quy nó ngang, nó không bị gập. Trên ắc quy có hai cái mấu, các bạn treo hai cái móc này lên cái thanh treo ắc quy. Cuối cùng các bạn kết nối bộ phận điều khiển với ắc quy. Sau khi lắp xong, các bạn thử bật nguồn xem đã có điện chưa. Đây là nút nguồn, nút thể hiện vạch pin. Còn đây là nút tốc độ, giảm tốc độ, tăng tốc độ. Các bạn thử điều khiển xem xe đã chạy được chưa. Như vậy là đã lắp xong. Sau đây tôi xin hướng dẫn sử dụng và giới thiệu các tính năng của xe lăn điện Lucas XE301. Đây là một chiếc xe lăn điện đã được lắp hoàn chỉnh. Trước khi các bạn ngồi lên xe thì các bạn hãm hai bên bánh xe lại để tránh trôi xe. Các bạn có thể lên xe từ giường hoặc ghế ở bên cạnh chiếc xe. Thì nếu như lên xe ở phía bên, ở hai bên của xe thì các bạn nhấc cái thành xe này lên. Hai bên đều có thể nhấc được thành xe lên. Còn nếu các bạn đi vào từ phía trước thì các bạn nâng bộ phận để chân này lên, đi vào xe, hạ bàn để chân xuống. Dây an toàn. Sau đó các bạn nhả thanh hạ bánh xe ra. Bật nguồn. Điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với người sử dụng. Tăng tốc độ hoặc giảm tốc độ. Sau đó sử dụng. Cần lái để lái xe đi. Xe có thể tiến hoặc lùi, quay phải, quay trái, quay 360 độ đều được.
dụng xong các bạn tắt nguồn. Sử dụng phanh hãm hai bên bánh xe để tránh trôi xe. Tháo dây an toàn. Có thể ra khỏi xe ở bên cạnh hai bên. Hoặc ra khỏi xe từ phía trước. Nếu ra từ phía trước thì các bạn nhấc bàn để chân lên và ra khỏi xe. Bộ phận để chân tháo rời. Thuận tiện cho việc các bạn có thể di chuyển từ giường vào ghế mà nó không bị vướng cái chân này. Ở chế độ chạy xe bằng điện, nếu các bạn đẩy xe đi thì nó sẽ hơi nặng. Xe có chế độ chuyển sang đẩy, khi nào các bạn muốn đẩy xe thì các bạn kéo chốt này, kéo chốt màu đỏ ở giữa hai bên bánh xe sau, kéo và xoay một chút ở cả hai bên bánh xe. Lúc này các bạn đẩy đi sẽ rất nhẹ. Ở chế độ đẩy các bạn không sử dụng để chạy điện được. Khi xe ở chế độ đẩy các bạn bật nguồn, sự điều khiển gần lái để xe chạy nhưng xe không chạy mà đứng yên. Lúc này nếu các bạn muốn chạy điện thì các bạn tắt nguồn đi, kéo chốt màu đỏ và xoay sao cho cái chốt về dưới cái rãnh cả hai bên. Sau khi xoay chốt trở về vị trí chạy điện thì các bạn bật nguồn lên và điều khiển. Lúc này thì mới sử dụng điện chạy đi được. Để sạc ắc quy, đầu tiên để giữ an toàn các bạn tháo chốt kết nối giữa ắc quy và bộ phận điều khiển ra. Các bạn có thể để ắc quy ở trên xe hoặc nhấc hẳn ra rồi sạc. Trên ắc quy có cái chỗ sạc ở bên tay trái. Các bạn cắm đầu sạc vào. Sau đó cắm điện. Thời gian sạc đầy khoảng 3 đến 5 tiếng. Trong quá trình sạc nếu như ắc quy chưa đầy thì sẽ có đèn màu vàng. Sau khi sạc đầy xong thì cái đèn này sẽ chuyển sang màu xanh. Cách tháo và gấp xe lăn Lungas XL301. Đầu tiên các bạn tháo đệm tựa lưng và đệm ngồi. Tháo bộ phận để chân, các bạn gấp bàn để chân lên, sau đó đẩy cái lẫy màu đen này ra phía ngoài, hướng bộ phận để chân ra ngoài, sau đó dựng lên, dựng bàn để chân lên, đẩy lẫy màu đen này ra phía ngoài và nhấc ra. Tiếp theo, các bạn tháo bộ phận điều khiển. Tháo chốt kết nối giữa ắc quy và bộ phận điều khiển. Các bạn cầm hai bên của cái chốt đỏ này kéo ra hai cướng. Sau đó nhấc ắc quy ra khỏi thanh treo ắc quy. Để gấp được xe thì các bạn dùng tay đẩy thanh treo ắc quy hướng lên phía trên để cho nó không ngang bằng nhau thì mới gấp được. Sau đó các bạn kéo đệm ngồi hướng lên phía trên để ép hai bánh xe gần vào nhau. Để gấp xe gọn hơn, các bạn gập bộ phận tựa lưng bằng cách bấm hai chốt và bộ phận tựa lưng để gập xuống. Như vậy là đã gấp xong xe.